Xin kính chào quý vị và các bạn. Phan Quỳnh rất hân hạnh khi được cùng với quý vị và khán giả cập nhật những thông tin mới nhất. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 3, Công an huyện Crong Park, Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam Võ Tấn Tùng, 49 tuổi, chú thị trấn Phước An, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020 đến tháng 1 năm 2024, đối tượng Tùng chuyên cho người dân trên địa bàn huyện Crong Park vay tiền lãi nặng. Cơ quan điều tra bước đầu xác định đối tượng Tùng cho 71 người dân vay khoảng hơn 9,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính với số tiền hơn 920 triệu đồng. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 29 tháng 1, một tổ công tác của công an huyện Park tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Tùng để làm rõ về hành vi phạm tội của đối tượng. Trong lúc tổ công tác khám xét, Tùng lo công an thu giữ được nhiều tài liệu, bằng chứng liên quan đến hoạt động tín dụng đen nên đã dùng hung khí đòi tấn công các chiến sĩ đang thực hiện công tác khám xét. Lực lượng công an nhanh chóng khống chế thành công võ tấn Tùng. Không để đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm, tổ công tác sau đó cũng thu nhiều tiền mặt và tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tại cơ quan công an, võ tấn tùng bày tỏ sự hối hận do không làm chủ được cảm xúc nên đã tấn công các chiến sĩ. Đối tượng cũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong việc cho vay tiền lấy lãi suất cao. Hiện công an huyện crong bắc đã khởi tố tùng về hai tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích.